Sumedha, công chúa xứ Matavati. Sumedha là công chúa con vua Concha tại xứ Matavati. Thuở nhỏ, nàng thường được đi chùa nghe pháp, cho nên đến trưởng thành thì phát tín tâm sâu dày hơn và quy y Tam Bảo. Nàng giữ giới cư sĩ tại gia rất trong sạch. Vì đi chùa thường cho nên rất đa văn, thường xuyên thuyết pháp, nói đạo cho các phi tần trong cung nghe. Tâm nàng không thiết tha đời sống trần tục, chỉ muốn xuất gia tu phạm hạnh. Nàng đến yết kiến xin phép vua cha và hoàng hậu xin xuất gia. Kính thưa phụ vương mẫu hậu, con không thích cuộc sống làm công chúa, mà chỉ muốn tu chứng quả niết bàn. Các dục lạc của thế gian có vui vẻ hạnh phúc đó, nhưng mà đi liền với khổ đau vì không thỏa mãn được. Dù là sanh làm các vị thần tiên cũng vậy, không bền vững lâu dài. Các dục ví như nọc rắn độc, nếu tham đắm vào đau khổ luôn. Khi mệnh chung sẽ đọa vào khổ cảnh, chịu khổ lâu dài. Sống ngoài đời cũng không thu thúc được thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Tâm cứ mãi lo nghĩ, ưu phiền không yên. Do vậy không phát triển được trí tuệ. Này con thương mến, phụ vương và mẫu hậu chỉ có mình con. Lâu nay, cha mẹ cũng để con đi chùa nghe pháp, học đạo, tu tâm thường xuyên như vậy là tốt lắm rồi. Con phải có gia đình, sanh con, để sau này cha trao vương quyền đế nghiệp lại cho chồng của con. Nếu không, thì tính làm sao đây? Ở nhà mà tu, cũng thành tiên, thành thánh được mà con. Kính thưa phụ vương và mẫu hậu, Phật dạy, những ai mà chưa giác ngộ thì dù có thành tiên, sanh lên thiên giới, hưởng phúc cõi trời lâu vô cùng thì cũng phải tái sanh. Vì các cõi đều nằm chung trong luật vô thường, biến đổi, không bền vững, trường tồn vĩnh cửu được. Nếu tu phước để sanh lên trời hoặc làm tội đọa sanh vào các cảnh khổ, địa ngục thì không bao giờ xuất gia tu hành được. Chỉ có cõi người mới xuất gia tu giác ngộ được. Vì vậy, con thiết tha xin phụ vương và mẫu hậu cho con xuất gia, để con sống đời thiểu dục tri túc, tinh cần tu tập, đoạn lìa tử sanh. Con thấy cảnh sống hiện tại của con không tu hành được. Dù sống đầy đủ tiện nghi vật chất, giàu sang đến đâu, khi chết cũng không mang theo được một thứ gì. Mấy mươi năm sống trên đời này là rỗng không vô ích, không có giá trị gì cả. Thân cát bụi, ắt trở về với cát bụi, chỉ có xuất gia, đời sống mới có ý nghĩa. Hiện nay, Đức Phật ra đời dạy tu thật là hữu phước vô cùng. Nếu để lỡ thời cơ này thì thiệt hại nhiều lắm. Không được đâu con. Cha mẹ đã lỡ hứa gả con cho vua Anikarata, đã đính hôn từ thuở nhỏ, không bao giờ hủy hôn ước được. Nếu con đi xuất gia, cha mẹ phải ăn nói làm sao? Con biết không, tương lai đời con sán lạn, không phải ai muốn là được. Sau này con sẽ trở thành hoàng hậu một nước lân bang thì rạng rỡ biết là bao. Sao con lại không biết nghĩ cho cha mẹ, cho tương lai mà con điên khùng bỏ đi xuất gia? Cha mẹ sanh con ra không cần con báo hiếu trả ơn, chỉ cần con vâng lời theo yêu cầu của cha mẹ bấy nhiêu thôi. Cha mẹ không cần con trả hiếu, không đòi hỏi ở con sự hy sinh lớn lao gì, mà chỉ mong con giúp cha mẹ giữ vững chữ tín với vua nước lân bang. Công chúa van xin cách mấy, vua cha và hoàng hậu cũng không cho đi xuất gia. Cuối cùng công chúa buồn bực, biến ăn, bỏ ngủ, không thiết tha gì đến đời sống nhung lụa giàu sang trong cung nữa. Công chúa nhất định không ăn, uống cho đến chết. Lúc đó hoàng hậu rất là lo sợ, khóc lóc, khuyên lơn năn nỉ công chúa ăn uống trở lại. Con ơi, con hãy thương mẹ, cả đời tận tụy nuôi con lớn khôn. Mẹ đâu có ép con làm điều gì sỉ nhục đau khổ cho con đâu. Cha mẹ nào cũng muốn cho con hạnh phúc. Người chồng của con là vua Anikarata, rất khôi ngô tuấn tú.
con sẽ làm hoàng hậu, mẫu nghi của nước Varanavati thì con hạnh phúc nào bằng? Đâu có ai muốn mà được phước như con. Con nghĩ kỹ lại coi. Đời sống xuất gia, dài đây mai đó, để làng hàng khắp nơi không có chú xứ nhất định. Mà công chúa cành vàng lá ngọc như con, sống như vậy làm sao kham nổi? Lại còn phải giữ giới luật khó khăn, sống cả đời phạm hạnh thì con làm sao làm nổi? Danh vị, quyền lực, sản nghiệp và hạnh phúc đang chờ con. Con còn quá trẻ, phải biết hưởng phước, để lớn rồi tu đi. Thư mẫu hậu, danh vị, quyền lực, sản nghiệp và hạnh phúc thế gian rất vô thường thay đổi. Nó giả tạm mà rỗng không. Con thả chết chứ không lấy chồng. Có gì là hạnh phúc đâu. Thân này, bà thân mọi người đầy uế chuộc, bất tịnh và hôi thối, đáng ghê tởm nhàm chán, như cái bao da đựng rác. Trong thân, những thứ dơ bẩn, nào là mủ máu bầy nhầy, bao tử, ruột già ruột non, mỡ đặc mỡ lỏng, phân nước tiểu, mồ hôi, đàm, vân vân, có thứ nào sạch đâu. Trong có xương giữ cho đứng, bên ngoài đắp tô bằng máu thịt, bên trong nó có nhiều vi trùng giòi bọ. Thực phẩm ăn vào toàn là xác loài cầm thú hôi thối dơ bẩn. Dùng thân dơ hôi thối cho người khác ấp yêu, mình ấp yêu thân người khác thì khổ sở biết chừng nào. Người trí không ai làm vậy. Thân thể này không bao lâu nữa thì tâm thức sẽ xa lìa nó, thân quyến ghê tởm quẳng bỏ nơi mộ địa làm mồi cho thú. Nếu lật ngược thân này ra ngoài thì dù là cha mẹ thương con đến đâu cũng không chịu nổi mùi hôi thối. Thân này tích tụ do hợp chất đất nước gió lửa tạo nên, bởi các ẩn và nghiệp lực mà thành. Nó luôn chi phối bởi khổ đau sanh tử, có tốt đẹp gì đâu mà mang cho người khác trong cuộc hôn nhân. Nhưng nếu được xuất gia, con sẽ dùng nó quy ngưỡng, sống trong Phật Pháp, sống thiểu dục chi túc, tinh cần, đoạn lìa tử sanh, chứng ngộ niết bàn và giúp đỡ tha nhân. Dù cha mẹ con nói gì, con cũng quyết chí xuất gia, vì con thấy rõ của cải rỗng không và tạm bợ, tấm thân thì dơ bẩn, ghê tởm, các dục thì như đổ dơ ói ra, không đáng lưu luyến. Công chúa nói gì thì nói, làm gì thì làm, hoàng hậu cũng chiều hết. Dùng biện pháp cứng không được thì dùng mềm, miễn sao dụ được công chúa chịu xuất giá. Cuối cùng công chúa đành vì chữ hiếu mà nghe lời cha mẹ chịu lấy chồng. Ngày hôn lễ, vua Anikaratta cùng đoàn tùy tùng đến rước dâu theo như giờ đã định. Trong khi cử hành hôn lễ, nàng chạy trốn lên lầu, vào phòng riêng của mình, lấy dao cắt ngang mái tóc, ngồi cầm lọ tóc quán tưởng về sự dơ bẩn của tóc, chứng sơ thiền vào định. Cô dâu đang tu tập trong phòng riêng thì vị hôn phu lên phòng năn nỉ. Someda ái khanh à, về với trẫm thì trẫm sẽ cưng chiều hết mực, sẽ trao danh vị và uy quyền mẫu nghi thiên hạ. Sự nghiệp và cả nước trẫm sẽ tạo cho ái khanh đầy đủ hạnh phúc. Nàng còn trẻ, không nên vội xuất gia, hãy cùng trẫm tận hưởng hạnh phúc cuộc đời. Tiền của nhiều vô số, muốn làm phước bao nhiêu chẳng được, đâu cần phải xuất gia. Nàng chớ làm vậy mà cha mẹ khổ tâm. Thưa bệ hạ, Sumedha không mong cầu dục lạc của cải, địa vị, quyền hành, vì thấy rằng các dục vô cùng đau khổ, hiểm nguy. Dù làm vua, toàn cầu, chúa tể cả bốn châu, hưởng dục lạc tột đỉnh cũng không bao giờ thỏa mãn. Dù con mưa bảy báu hết mười phương cũng không làm cho tâm con người được thỏa mãn. Các dục như gươm giáo, như đầu rắn hổ, như bó đuốc đang cháy, như khúc xương khô. Người nào mà tham đắm vào thì sẽ chịu khổ như bị vướng những thứ trên. Các dục lạc nó vô thường thay đổi không bền, nhiều cay đắng. Khi ta vướng vào như cầm nhầm cục sắt nóng. Các dục như trái độc, như miếng thịt thối, như huyễn mộng, như vay mượn. Nó như bệnh tật ôm nhọt,
ai nắm bắt nó thì rất là khổ đau, vất vả như rớt vào hố than lửa. Như vậy các dục mà bệ hạ nói tặng thiếp nó khổ nhiều chứ không phải hạnh phúc. Đó là pháp chướng ngại cho việc tu của thần thiếp. Xin ngài hãy quay về, đừng hy vọng gì ở thiếp, vì thiếp không có quan niệm yêu ai cả, không ai có thể giúp thiếp giải quyết được sự già, sự chết đang theo đuổi. Thiếp phải nỗ lực tu để giải quyết sanh tử. Lúc bấy giờ, phụ vương của nàng vô cùng buồn bực, còn mẫu hậu thì ngồi khóc than tủi thân cho mình, có con cũng như không, số phận đen bạc. Tiệc cưới vui vẻ lại phủ lên một màn sương mỏng thoáng buồn. Thấy vậy, Sumedha liền bước ra khỏi phòng, đứng giữa nhà trên lầu thuyết pháp cho tất cả nghe. Từ vô thủy luân hồi, vì cha mẹ chết, anh chị em chết, con cháu chết, thân bằng quyến thuộc chết, mà chúng ta than khóc không ngừng nghỉ. Nước mắt mỗi người khóc như vậy còn nhiều hơn nước bốn biển, còn xương người thân yêu chết cao hơn tất cả các quả núi trên thế gian này. Trích cây kim nơi nào trên quả địa cầu thì cũng đụng phải xương của cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta vô lượng kiếp đã chết. Cây cỏ, cành lá khắp thế gian này đều bằng vô lượng cha mẹ của từng người. Khó sanh trở lại được làm người, ví như con rùa đuôi đang trôi dạt trên mặt biển, tìm khúc cây vừa cái đầu để mà chui vào. Hãy quán niệm thân này rỗng không như là bọt nước, các uẩn luôn vô thường thay đổi và biến hoại từng giây. Người không biết tu, chết rơi vào địa ngục, bị nhục hình rất là thống khổ. Các dục như người cầm bó đuốc đi ngược gió sẽ bị lửa táp cháy tay. Người thích ái dục, tâm sẽ luôn bứt rứt, nóng nảy, dao động không an. Các dục là kẻ thù nguy hiểm. Ai thích các dục sẽ bị cột trói, bỏ tù, không có tự do. Các dục đau khổ như cá nuốt câu, khổ sở trăm bề. Nô lệ vào dục sẽ bị cột trói, đói khát như bị chó dại cắn. Các dục rỗng không, vô thường, không thật. Vạn pháp trên thế gian vô thường, khổ và vô ngã. Tại sao chúng ta không chịu xuất gia tu để được thường hằng, không còn khổ, trở về lẽ chân? Xuất gia tu để đạt được niết bàn, không có sanh, không có già, không có chết, không có sầu muộn lo âu, không có hận thù sợ hãi, không có não phiền nóng nảy. Nếu chúng ta chuyên cần tu bát chánh đạo, sẽ thành tựu đạo quả niết bàn. Dứt thời pháp, vua Anikarata đến xin phụ vương và mẫu hậu của Sumedha xin phép công chúa đi xuất gia, vì nàng đã tỏ ngộ chân lý giải thoát. Công chúa Sumedha được cha mẹ cho xuất gia làm tỳ kheo ni, tu chẳng được bao lâu thì chứng quả A-la-hán. Ngày xuất giá của công chúa Sumedha lại là ngày xuất gia. Câu chuyện thật là hy hữu. 1. Xuất giá. Sumedha vừa là công chúa của một vương quốc, cuộc đời từ nhỏ đến lớn, sống trong nệm ấm, chăn êm, kẻ hầu người hạ, giàu sang tột bực, hạnh phúc tràn trề. Là người có phước báu rất nhiều, lớn lên lại được vua một nước láng giềng hỏi cưới để đem về tấn phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thuở nhỏ phước báu tràn đầy, lớn lên có được người chồng đẹp trai giàu sang, chúa tể một nước, cưới để đem về trao tận tay những phước báu lớn hơn, vinh hoa phú quý tột cùng hơn. Con đường tương lai của công chúa đầy hoa thơm cỏ lạ, muôn màu ngàn sắc huy hoàng rực rỡ. Vậy mà nàng lại từ khước, bỏ hết chọn con đường xuất gia. Lẽ thường, người đời mất tình, mất tiền, mất danh, mất lợi, mất tất cả, thân bại danh liệt, chán chê cuộc đời quá thì mới bỏ hết đi tu. Nhưng mà ở đây là trường hợp hy hữu. Công chúa đang sống trên nhung lụa,
gấm vóc giàu sang tột đỉnh, con đường tương lai đầy hứa hẹn rực rỡ mà lại bỏ hết đi tu. Đó là điều ngược đời thứ nhất. Điều ngược đời thứ hai, trai gái lớn lên, ai cũng mơ ước được yêu, nhất là người con gái lớn lên, ai cũng mơ ước có chồng giàu, đẹp trai, học giỏi. Nhưng mà Sumedha chẳng những có chồng giàu, đẹp trai, học giỏi mà còn quyền uy tột đỉnh, đứng trên vạn dân và cho mình cùng được quyền uy cao tột, chỉ có dưới vua. Thì như vậy đã vượt ngoài cái phước báu, hạnh phúc của tất cả những người con gái mới lớn hằng mơ ước. Vậy mà từ bỏ hết, chứng tỏ đạo giải thoát là con đường hạnh phúc, chân, thiện mỹ, tuyệt vời hơn tất cả. Ở trong cuộc đời trai gái lớn lên, ai cũng nghĩ tưởng tình yêu trai gái, nó tươi đẹp muôn màu, hạnh phúc tuyệt vời. Cho nên biết bao nhiêu là áng văn chương thi phú, văn nghệ ca ngợi về tình yêu. Họ cho nó là chất liệu, nhựa sống và hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng mà trên thực tế thì nó hoàn toàn trái ngược lại. Khi mà trai gái yêu nhau thì bắt đầu đau khổ dài dài, triền miên không dứt. Từ cái chuyện xa nhau mà luôn có tư tưởng nhớ nhung phiền lụy, qua cái chuyện gặp nhau mà trắc trở trăm bề. Hai bóng hình quyện vào nhau, cột vào nhau, xỏ mũi dắt nhau đi các nơi. Dù là có trong giấc ngủ, trong nhà cầu, nơi sở làm, nơi thánh đường, ở đâu cũng không rời hình ảnh yêu đương cuồng si. Tâm trạng thì nô lệ nhau, không lối thoát, bất an liên tục. Khi bắt đầu cưới được nhau thì lại nô lệ, bỏ tù nhau suốt đời quyết liệt hơn. Đeo nhẫn vô thì bị cột hết tay chân, duy nhất chỉ có một người, không được đi ngang về dọc, nhìn nghiêng ngó xéo ra bên ngoài người khác, gia đình khác. Suốt đời phải nhẫn nhục chịu đựng vật chất lẫn tinh thần. Về sống với nhau thì bỏ tù, nhốt nhau chung thân, suốt cuộc đời trong nhà tù dưới mái gia đình. Ngủ cũng không được ngủ trước, ngủ riêng, ăn mặc, đi đứng, nói cười, vui buồn nhất nhất chỉ có một hướng, không được nghiêng về hướng khác. Rồi mang nặng đẻ đau, banh ra xẻ thịt, chết đi sống lại, sanh con nối dõi tông đường. Đi cày vất vả ngược xuôi, một nắng hai sương, mệt mỏi, bệnh hoạn không dám nghỉ ngơi. Làm việc như trâu bò cày sới tìm của cải lo cho gia đình. Cái hạnh phúc, vui sướng thì rất là ít, nhưng mà cái khổ về thân và tâm lớn như núi cao sông dài vậy. Xuất gia với xuất giá nó trái ngược hẳn nhau, một bên là khổ não trăm bề, còn một bên thì an vui giải thoát. Nhưng mà con người biết khổ, khi có gia đình 100 người, hết 99 người đều than khổ đau. Nhưng mà ai cũng chọn xuất gia, chứ không chọn xuất gia. Thấy ai xuất gia thì họ tội nghiệp lắm, buồn tiếc và nghĩ như là trời sập đến nơi. Còn ai mà xuất giá thì vui mừng hỉ hả, chúc tụng, ca ngợi nhau đủ thứ hết. Nhưng mà khi xuất giá thì đồng thời với việc bỏ tù chung thân cuộc đời mình rồi. Ăn cơm nhà tù nhỏ, thân tâm bị đóng khung, mắt màu nhìn trần thế, mây đen phủ cuộc đời. Ăn cơm nhà tù nhỏ, thân tâm bị đóng khung, nghĩa là cuộc đời lứa đôi. Vợ chồng về sống với nhau thì đã cùng nhốt tù nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Ăn chung, ngủ chung, ở chung, làm chung, nghĩ chung, nói chung, sống chung. Chết thì người Ấn Độ xưa hay là chiêm thành còn bắt thiêu sống, chết chung theo chồng. Ăn thì cùng ăn, không được ăn trước. Món mình thích mà chồng hoặc vợ không ưa thì cũng không dám dùng. Ngủ và thức cũng phải tùy thuộc nhau, không được trước sau làm ồn. Một người thích đọc sách, một người không cũng không được đọc. Đèn sáng ngủ không được, hoặc là thích tu thiền, tụng kinh cũng không được. Phải ngủ cùng với nhau, không được làm gì,
ở nhà lỡ đi đâu trễ giờ chưa kịp về, hoặc là trễ nấu cơm, hay là hẹn bạn đi chơi đâu thì cũng không được, gây gổ phiền hà nhau. Đi làm cũng bắt phải làm hãng đó mới được, chỗ khác không cho, tiền phải bỏ chung, xài chung, như thế này, nọ không được để riêng, xài riêng mà không cho biết. Cúng chùa, làm phước, giúp người, nuôi cha mẹ cũng phải hỏi, cho biết, nghĩ chung. Có chuyện vui buồn gì, nghĩ ngợi điều gì thì phải cùng chung, không được dị tâm. Hai người mà buồn phiền chuyện gì ngoài hàng xóm, trong sở làm, về nhà kể mà vì lẽ phải góp ý giải phiền hay là thiên về lẽ phải của hàng xóm để cho yên chuyện thì bị chửi, gây là bênh vực người ngoài. Bị giận hờn không nói chuyện, làm mặt giận liên tục, trong nhà như đưa ma. Khi chuyện trò với bạn bè giao tiếp bên ngoài, cũng nói một luận điệu giống nhau, không được nói ngoài lập luận chủ trương của cả hai. Dù nói đúng, nói sai, cũng vẫn nói y như vậy. Sống thì sống chung, không được vắng nhà đi đâu lâu. Lỡ hôm nào bạn bè rủ rê ở lại, không được ngủ lại nhà bạn bè mà quên về. Chết thì ai cũng sợ không dám rủ chết chung, nhưng cũng phải chết cho đúng ngày tốt. Chết sao cho đẹp, không mang tiếng xấu gia đình, phải chết thế này, chết như thế kia. Phải làm lễ cầu nguyện, tổ chức tang lễ như thế này, thế kia, vân vân và vân vân. Ngay cả cái chuyện nhìn một người khác, khen một cô gái, cậu trai nào khác, hoặc là có người xấu miệng, nói chồng hay vợ của anh chị có tình ý với người này người kia là bắt đầu ghen bóng ghen gió, cơm không lành, canh không ngọt. Gia đình như là địa ngục rồi. Nói thương yêu, chung tình chọn nghĩa, điên đảo, chết sống trong tình yêu. Nhưng mà cả hai đều lợi dụng nhau. Nếu người nào làm xúc phạm hoặc làm thiệt thòi đến cái nhã ái của mình là lập tức giận hờn, thù oán, ly thân, ly dị ngay. Ở nhà với cha mẹ lo cho tất cả. Chỉ ở không ăn học thôi. Được đi ngang về dọc, làm gì thì làm, tự do thoải mái. Đôi khi cha mẹ thấy có hại không tốt, dày dạy, thì đã nói cha mẹ khó tánh, tỏ thái độ ngỗ ngược, bất hiếu rồi. Mắt màu nhìn trần thế. Khi yêu nhau thì nhìn nhau cái gì cũng đẹp, cũng dễ thương, đáng yêu, đáng quý. Nhìn nhau thì cuộc đời toàn màu xanh màu hồng. Vào sống chung với nhau trong gia đình thì cuộc đời tự mình trói buộc, đóng khung vào đó. Cái nhìn nào cũng nhìn cho vợ, cho chồng tôi, cho con, cho cháu tôi, cho gia đình tôi. Một chuỗi dài tràng hoa của cái ngã tôi và ngã sở. Ngã ái của tôi kết bằng những gai góc, hôi tanh, nhầy nhụa, lụy phiền của nhiều cái tôi và liên hệ, cột, buộc, dính mắc vào trong đó. Nhìn vào tôi và gia đình tôi thì cái gì cũng phải tốt, cũng phải, cũng đúng, cũng hoàn toàn. Còn nhìn ra ngoài gia đình khác thì cái gì cũng xấu, cũng sai, cũng chật, cũng không hoàn toàn. Nhìn với cặp kính cận, dày cộm, cặp kính muôn màu, che đậy, dối gạt, không thật. Nhìn theo cái kiến ngã, hiểu biết sai lầm, cho nên tạo biết bao nhiêu là phiền lụy, xấu xa, tội lỗi nghiệt ngã. Mây đen phủ cuộc đời. Từ khi cưới nhau, dắt nhau về ở chung một nơi, từ đó suốt đời dài, sống với nhau thì luôn cọ cọ, cau có, cắn đắng, gây gổ với nhau. Mây đen luôn bao phủ hai người. Lúc đầu yêu nhau thì thương nhau lắm, đòi chết sống với nhau, trang hoàng bằng những mỹ từ thật đẹp, thật kêu, sống chết co nhau, hai quả tim vàng trong túp lều tranh, hy sinh tất cả vì yêu, chết cho tình yêu, vân vân. Nhưng khi đã lấy nhau thì hục hặc, trục trặc xảy ra thường xuyên, cả hai đều không còn nhớ đến lời thề non hẹn biển của thuở ban đầu, không còn khôn ngoan tạo hạnh phúc an vui cho nhau. Không biết rằng cuộc sống này rất là ngắn ngủi, chỉ ngưng thở là chết rồi.
phải biết tận dụng thời gian sống chung với nhau, tạo an vui hạnh phúc cho nhau và tha nhân. Sống mấy mươi năm rồi chết là chia tay nhau, đâu bao giờ gặp lại. Sống với nhau có bao lâu đâu, chỉ có mấy mươi năm mà đã gây gổ, làm phiền nhau chi cho cuộc sống đa đoan, phiền lụy, uổng phí quá. Vậy thì cuộc sống ngắn ngủi này, hãy cố tạo an vui, hạnh phúc thoải mái với nhau, có hay hơn không? Nhưng mà đa số không nghĩ như vậy. Cả ngày hai buổi đi cày cực nhọc lo cho gia đình, về nhà còn cãi vã, giải quyết bao nhiêu là chuyện rối rắm trong gia đình. Phật dạy tất cả chúng sanh quan niệm về cuộc sống tạo dựng gia đình ví như người có gia đình như là con cá bị bắt nhốt trong giọ, trong nơm, đang tìm kẽ hở, lỗ trống, thoát thân, tìm mãi mà chẳng thấy. Trái lại, những con cá nhởn nhơ, tự do, thoải mái ở bên ngoài sóng nước bao la thì lại chạy quanh giọ, nơm tìm cách chui vào. Tất cả con người còn độc thân, trai trẻ, tự do, thoải mái, đi dọc về ngang, muốn làm gì thì làm, lại không chịu an thân thừa hưởng cái tự do thoải mái như con cá ngoài giọ đó, mà lại đi tìm cô gái cậu trai để chui đầu vô giọ, vô nơm, ràng buộc với nhau. Khi còn ở với cha mẹ, mọi cái ăn, cái mặc, đi đứng học hành, phương tiện vật chất, cái gì cũng cha mẹ lo hết, không có quan tâm chuyện gì, chỉ lo ăn học thôi. Vậy mà còn sanh thói bỏ học, đi đàng điếm, giao du bạn bè xấu để bị nghiện hút, nghiện rượu, nghiện cờ bạc thì cũng là tự nhốt tù mình. Chúng ta có rất nhiều cái ràng buộc. Nếu chúng ta không có tu, không biết tu thì có rất nhiều cái nhốt tù bỏ tù mình chung thân mà vẫn không biết. Cái nhà, của cải thì cột chân, vợ chồng thì cột tay, con cái thì cột cổ, hết còn cục cựa gì nữa, chờ ngày tử thần đến cắt cổ dẫn đi thôi. 2. Xuất gia. Sumedha thường đi chùa nghe pháp, thấy rõ một cách chân thật tình tiền, danh lợi, món mồi đỉnh chung đó chỉ là bóng sắc xinh đẹp bên ngoài. Nhưng khi vướng vào rồi thì bị gai góc đâm trúng cơn mủ, làm độc đau nhức mãi không yên. Công chúa thấy rất là rõ ràng, khi vướng vào nghiệp tình, ái dục vợ chồng rồi thì bị gai đâm, làm mủ, đau nhức suốt đời không yên. Thấy rõ sự thật đời sống hôn nhân tình ái như vậy, cho nên công chúa từ bỏ tình yêu, danh vọng, lợi lộc qua một bên, dứt khoát đi xuất gia. Công chúa là người thế tục, có trí tuệ vô song, thấy rõ cả hai mặt của cuộc đời, bề trái và bề mặt, khổ nhiều và vui ít. Cô không còn bị tài tình danh lợi của cuộc đời lừa đảo nữa. Cả một khung trời đầy hoa, tình yêu, địa vị, mẫu nghi thiên hạ, lợi danh cao tột, công chúa chỉ thấy nó như cỏ rác, bong bóng nước, dễ tan, đau nhức không nguôi. Cho nên công chúa quyết định sáng suốt là phải xuất gia. Chỉ con đường đó mới không có lụy phiền, không bị cột trói tù đầy vĩnh kiếp. Con đường xuất gia đi tu, nó rộng thanh thang, thoải mái, tự do, tự tại và vô cùng tịnh lạc. Dù rằng chẳng chút trời xanh, góc bề ôm mây ngủ một mình, trăng rụng tợ gì tròn với khuyết, phụ hoa bao quản nhục cùng vinh, trông non thì núi non cười vậy, trước cảnh trông xa cảnh xót tình, ánh mắt kim cương bừng lộ diện, tỉnh rồi ta thấy đạo thanh thang. Sau khi sư cô Sumedha chứng quả, Đức Phật thuật lại tiền kiếp do phước báo gì mà kiếp này nàng được sanh làm công chúa, trong ngày thành hôn lại bỏ đi xuất gia và chứng đạo đắc quả. Trong thời giáo lý Đức Phật Kolaramana, nàng sinh trong một gia đình Bà La Môn có niềm tin với Tam Bảo. Lớn lên, nàng thường xuyên đi chùa nghe pháp và hộ độ chư tăng.
Một hôm, nàng với hai người bạn là Danan, Chani và Khema cùng nhau chung hồn xây dựng một ngôi tăng xá rất trang nhã. Bên trong trang trí mọi tiện nghi đầy đủ. Sau khi làm xong, bà nàng thỉnh Phật đến dự khánh thành rồi tác bạch dâng cúng tăng xá lên chư tăng. Do phước lành đó mà sau khi thân hoại mạng chung, nàng lần lượt sanh lên hưởng phước các tầng trời, đao lợi, dạ ma, đầu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại. Ở cõi nào, nàng cũng được làm hoàng hậu của các vị thiên vương. Đến thời Phật Ca Diếp, Kassapa, nàng tái sanh trong một gia đình trưởng giả giàu có. Lúc bấy giờ trong thành Varanasi, có vị minh quân hiền đức, trị vì hiệu là Kiki. Vua sanh ra 7 cô công chúa đều là tín nữ thuần thành ngoan đạo trong giáo pháp Đức Phật Ca Diếp. Nàng tiểu thư, con vua trưởng giả kết thân với 7 cô công chúa, cùng nhau đi chùa làm phước và tu tập. Do phước lành này mà sau khi chết, nàng lại sanh lên cõi trời đao lợi. Đến thời giáo lý Đức Phật của chúng ta, thì nàng sanh làm công chúa con vua con cha tại thành Mantavati tên là Sumedha, xuất gia và chứng quả A-la-hán như kể trên.